Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Muôn trái tim Lào Cai hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ga Lào Cai sẵn sàng phục vụ hành khách đi tàu dịp Tết Nguyên đán. Người Mông Bắc Hà duy trì nghề làm hương truyền thống, vừa nâng cao thu nhập vừa giữ gìn bản sắc văn hóa. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, triệu trái tim đang dõi theo hướng về Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 tại thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai có 17 đại biểu chính thức tham dự đại hội. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về tâm thế, niềm tin và sự kỳ vọng của đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai trước thời khắc đặc biệt quan trọng này. Với khí thế sau thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 16, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cho biết, tất cả các thành viên của đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai đều đặt trọn niềm tin Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ thành công rực rỡ, đáp ứng được lòng mong đợi, niềm hy vọng của toàn Đảng, toàn dân ta. Để đạt được những mục tiêu lớn lao cho 5 năm, 10 năm, 20 năm, cùng với 4 lực lượng chủ yếu là công nhân, nông dân, trí thức và doanh nghiệp, thì vai trò đội ngũ lãnh đạo của đất nước được Trung ương hết sức chú trọng tại đại hội lần này. Nhấn mạnh về nguồn lực con người, đặc biệt trong công tác cán bộ là khâu then chốt của mọi then chốt, soi vào thực tiễn của Lào Cai sau 30 năm tái lập và phát triển, đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định, mọi sự thành công và những thành tựu dấu ấn nổi bật của Lào Cai đạt được hôm nay đều do nhân tố con người quyết định. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho biết sẽ có 1.587 đại biểu từ các ngành, các cấp, các địa phương trong cả nước tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng để chọn ra đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đưa đất nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới rực rỡ. Việc quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là một nhiệm vụ cấp bách đối với sự phát triển kinh tế xã hội mang tính bền vững của địa phương trong giai đoạn tới. Đây là mục tiêu lớn đặt ra trong đề án số 09 mà Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 14 vừa ban hành. Một số mục tiêu cụ thể như sau. Thứ nhất, về tài nguyên đất, các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch kế hoạch được phê duyệt là 100%. Hết năm 2021, các loại đất được cấp chứng nhận sử dụng là trên 90% diện tích. Đất nông lâm trường được giao quản lý, khai thác gắn với giao rừng là 100% diện tích. Thứ hai, về tài nguyên khoáng sản. Thu ngân sách từ khai thác chế biến sâu khoáng sản là 2.300 tỷ đồng một năm. Tạo việc làm trong lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản ít nhất 15.000 lao động. Lắp đặt trạm cân camera trong quá trình quản lý giảm thất thoát tài nguyên 80%. Thứ ba là về tài nguyên nước. Ngăn chặn khai thác sử dụng tài nguyên, xả thải vào nguồn nước đạt tỷ lệ 90%. Thu ngân sách từ nước đạt trên 500 tỷ đồng. Thứ tư là về bảo vệ môi trường, quản lý đa dạng sinh học.
thu gom rác thải sinh hoạt đô thị đạt tỷ lệ 95%. Dự án sản xuất công nghiệp đầu tư mới áp dụng công nghệ xử lý chất thải đạt chuẩn đạt 100%. Thứ năm, tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng nhu cầu vốn thực hiện đề án là 965 tỷ đồng. Thời gian qua, có hàng trăm công trình phần việc đã được tổ chức đoàn các cấp tỉnh Lào Cai thực hiện để chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiêu biểu như công trình cột đèn hoa điện thắp sáng đường quê, đường biên giới, chuỗi công trình đường thanh niên sáng xanh sạch đẹp, tuyến phố đi bộ. Cùng với đó, đoàn cấp huyện và tương đương triển khai thực hiện ít nhất một công trình thanh niên ở cấp mình. 100% cơ sở đoàn có ít nhất một công trình phần việc thanh niên chào mừng đại hội lần thứ 13 của Đảng. Riêng trong năm 2020, gần 500 công trình phần việc thanh niên trị giá trên 6 tỷ đồng đã được thực hiện để chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đến thời điểm này, thủ đô Hà Nội đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất phục vụ Đại hội 13 của Đảng. Trên khắp phố phường thủ đô đã được trang hoàng rực rỡ, cờ hoa, băng rôn, pano áp phích, tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi chào mừng Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Trong thời gian trước, trong và sau Đại hội, thành phố Hà Nội huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an Hà Nội, Bộ Tư lệnh thủ đô tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh môi trường, bố trí lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ địa điểm tập kết xe và phân luồng giao thông tại khu vực ngoài sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Thủ đô đang khoác áo mới, xanh, sạch, đẹp hơn, sẵn sàng mọi điều kiện để phục vụ tốt nhất cho sự kiện trọng đại của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhân dân cả nước, những ngày này mỗi người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng đang hân hoan hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 với những việc làm hành động cụ thể. Đặc biệt trên khắp tuyến phố, không chỉ dập cờ hoa biểu ngữ mà bà con nhân dân còn tích cực chỉnh trang nhà cửa để chào mừng đại hội. Tổ 15 phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, trên 200 hộ dân đã tự bỏ kinh phí, đồng loạt cùng nhau thực hiện lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các cây xanh phía trước cổng nhà. Một tuyến đường lung linh, rực rỡ sắc màu đã được hình thành. Hướng với phong trào của thành phố là xanh sạch đẹp và trước thềm Đại hội Đảng, từng gia đình một là cùng bảo nhau là ý thức lắp hệ thống đèn điện chiếu sáng và phục vụ, thứ nhất là phục vụ cho hành lang vỉa hè được gia đình nhà mình được thắp sáng, thứ hai là thắp sáng cái tinh thần lên cái thềm Đại hội Đảng để có một cái cuộc Đại hội Đảng là thành công được tốt đẹp hơn. Không chỉ ở tổ 15 phường Bắc Lệnh, những ngày này, việc trang trí khánh tiết, vệ sinh môi trường làm đẹp cho thành phố trước thềm Đại hội Đảng và đón Tết cổ truyền của dân tộc đã và đang diễn ra sôi nổi tại tất cả các khu dân cư, từng thôn xóm. Với tinh thần của người dân là rất phấn khởi, rất vui và rất hào hứng để ủng hộ làm sao mà ngóng chờ cái sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần này, trên tinh thần là lựa chọn được những đại biểu xứng đáng để đưa vào lãnh đạo, để càng ngày càng đưa đất nước tiến lên phát triển mạnh hơn nữa. Có Đảng, có Bác Hồ, bà con mình mới có cuộc sống tốt đẹp như thế này. Hướng về Đại hội Đảng sắp tới, mình thực hiện dọn dẹp nhà cửa, treo cờ Tổ quốc và chăm chỉ làm ruộng, làm nương. Biến những niềm tin và hy vọng hướng về Đại hội Đảng lần thứ 13 thành những việc làm, hành động cụ thể và thiết thực. Mỗi người dân ở thành phố trẻ biên cương Lào Cai mong muốn đóng góp một phần tiếng nói, niềm tin của mình cho thành công của Đại hội Đảng toàn quốc để đưa đất nước ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 tại thủ đô Hà Nội. Để có thể truyền tải nhanh nhất những thông tin về đại hội cũng như hoạt động của đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai tại đại hội, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai đã cử nhóm phóng viên trực tiếp tác nghiệp tại sự kiện chính trị quan trọng này. Thông tin sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự phát thanh truyền hình và trên trang thông tin điện tử của đài. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 được khai mạc vào 7 giờ 50 phút ngày 26 tháng 1 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lào Cai sẽ tiếp sóng hai đài quốc gia là Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam, tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 trên sóng phát thanh và truyền hình, live stream trên trang fanpage Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai và trên kênh YouTube Lào Cai TV. Trân trọng kính mời quý khán thính giả theo dõi. Hội thảo khoa học dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh vừa được Trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai tổ chức với sự tham gia của các trường trung học phổ thông chuyên của các tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ.
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, Trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai đã triển khai việc dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Nhà trường đã cử giáo viên tham gia các hội thảo và tập huấn dạy học các môn khoa học bằng tiếng Anh, đi học tập tại nước ngoài, tăng cường hướng dẫn học sinh tự học ngoại ngữ, quan tâm xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ trong nhà trường. Qua các tham luận tại hội thảo và tham quan thực tế, các trường trung học phổ thông chuyên đã cùng chia sẻ cách làm hay trong việc giảng dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, từ đó đề xuất những giải pháp để triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự cố gắng nỗ lực từ chính mỗi hộ gia đình, thời gian qua phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã diễn ra sôi nổi. Từ đó đã có rất nhiều những ngôi nhà được sửa chữa, xây dựng mới, giúp các hộ dân đón Tết trong niềm vui an cư. Gia đình anh Đặng Văn Bình ở bản Trang A, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công ngôi nhà để kịp đón Tết Tân Sửu. Không có tiền đâu nhưng mà cố gắng để tích cóp được cũng được một ít một nửa, xong là cũng vay mượn thêm một nửa để cố làm cái nhà để nó kiên cố ở để cho nó đỡ yên tâm hơn. Thời gian qua, chính quyền các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn toàn tỉnh đã đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới nhà ở. Ví như Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Lào Cai đã phát huy tốt vai trò cầu nối, huy động xã hội hóa xây dựng 11 ngôi nhà cho hội viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Bây giờ là mưa nắng không lo nữa, mưa gió không lo không sợ nữa. Bây giờ thì nhà nước cũng quan tâm đến rồi, thì chỉ bây giờ lo làm ăn thôi, cho nuôi con thôi, để cho con ăn học. Chúng tôi cũng chỉ đạo cơ sở bằng cái nguồn lực tại chỗ hỗ trợ cây con, cây, que và hỗ trợ ngày công. Cùng đó là chúng ta phải tổ chức giám sát để hỗ trợ gia đình trong cái việc mà cách xây dựng cái căn nhà làm sao cho đảm bảo. Thì song song cái việc đó thì chúng tôi cũng đã quan tâm đến cái việc huy động các cái vật dụng mà của các cái hộ gia đình khá giả ngoài thành phố, ví dụ như tivi, giường, tủ, bàn ghế, thì tất cả những cái hộ mà chúng tôi được hỗ trợ xây dựng nhà thì chúng tôi cũng đã huy động những cái vật dụng đó để hỗ trợ gia đình để đảm bảo cuộc sống sau khi mà có nhà mới. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong năm 2020 và những ngày đầu năm 2021, đã có trên 2.700 ngôi nhà được làm mới, sửa chữa, nâng cấp. Những ngôi nhà khang trang kiên cố đã mang lại niềm vui lớn cho nhiều gia đình trước thềm xuân mới, giúp họ có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 24 ngày 25 tháng 1 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, sáng có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, sáng có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nam cấp 2, trời rất đậm, rất hại. Nhiệt độ từ 12 đến 18 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 15 độ C, độ ẩm trung bình trên 95%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Đề án số 05 của tỉnh ủy đặt ra mục tiêu từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Lào Cai sẽ huy động được nguồn vốn 265 tỷ đồng, bình quân tăng từ 7 đến 8%. Trong đó, 45.000 tỷ đồng huy động nguồn vốn nhà nước và 220.000 tỷ đồng là nguồn vốn ngoài nhà nước. Để đạt được mục tiêu này, ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước giao theo kế hoạch trung hạn, tỉnh Lào Cai sẽ tích cực làm việc với các bộ ngành trung ương để huy động tăng mức hỗ trợ
của các nguồn vốn trung ương cho tỉnh đạt được mục tiêu tổng thể nguồn vốn đề ra. Tập trung quy hoạch, rà soát các trụ sở, vị trí có thể đấu giá thu tiền sử dụng đất để tạo nguồn vốn. Việc mở mới tuyến đường tại khu đô thị phải gắn với mở mới quỹ đất hai bên để khai thác huy động nguồn lực đầu tư, thực hiện các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu đến năm 2025 đạt số thu 15,5 nghìn tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai vừa tổ chức giải ngân 700 triệu đồng từ nguồn ủy thác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 14 hộ hội viên nông dân xã Mường Vi, huyện Bát Sát. Đây là những hộ vay vốn thực hiện dự án nuôi ngựa sinh sản với mức vay từ 50 triệu đồng một hộ. Sau 36 tháng đầu tư vào chăn nuôi, các hộ trả lãi theo quý và trả gốc vay ban đầu một lần. Dịp này, Hội Nông dân xã Mường Vi đã ra mắt tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi ngựa sinh sản với 14 thành viên tham gia. Việc thành lập tổ hội sẽ giúp hội viên nông dân yên tâm hơn trong sản xuất chăn nuôi ngựa sinh sản, giúp nhau nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng. Theo dự báo, dù nhu cầu đi lại dịp Tết năm nay có giảm, tuy nhiên với sự cố gắng nỗ lực từ ngành đường sắt, cán bộ công nhân viên tại ga Lào Cai đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Một không khí khẩn trương tích cực tại ga Lào Cai những ngày trước Tết Nguyên đán. Cùng với nâng cấp về trang thiết bị, cơ sở vật chất, ga Lào Cai đã đặc biệt chú trọng phòng chống dịch COVID-19. Các đoàn tàu khi về đến ga đều được lau rửa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh. Dịch vụ bán vé cũng được triển khai đa dạng như bán vé sớm, bán vé có đổi và bán vé linh hoạt. Trong dịp Tết này thì anh chị em làm công tác phục vụ hành khách thì luôn luôn thực hiện đúng nội quy chức trách của những người nhân viên phục vụ của ngành. Và mỗi người nhân viên thì đều là một chiến sĩ marketing để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến những chính sách ưu đãi và những các chế độ chính sách của mọi hành khách đi tàu để cho thực hiện tốt các công việc và chiến dịch phục vụ hành khách trong dịp Tết thì được tốt. Mặc dù nhận định số lượng hành khách đi tàu dịp Tết năm nay sẽ giảm mạnh so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ các phương thức vận tải khác. Tuy nhiên, ngành đường sắt vẫn xác định mục tiêu đặt lợi ích của hành khách đi tàu là trên hết. Trong các ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán đều có chuyến tàu xuất phát từ Hà Nội lúc 22 giờ đến Lào Cai và ngược lại. Ngoài ra, trong dịp này, ngành đường sắt cũng đã có kế hoạch tăng chuyến, tăng số toa xe, đầu máy nếu số lượng hành khách tăng đột biến. Để đảm bảo cái công tác an toàn thì công ty đã triển khai một số công tác để đảm bảo an toàn về phòng chống buôn lậu, về công tác chuẩn bị nhân lực để phục vụ công tác Tết cho bà con được đi lại thuận lợi tốt nhất. Thì ngành đường sắt cũng quan tâm đặc biệt đến cái vấn đề phòng chống Covid thì cũng có những văn bản để triển khai để đảm bảo cho cán bộ công nhân viên trước khi phục vụ thì cũng phải đảm bảo, trước tiên là phải dịch bệnh là phải đảm bảo. Về công tác phục vụ hành khách trên tuyến thì trong mấy ngày Tết thì trước Tết thì tại Lào Cai chạy một chuyến là vào ngày 26 Tết. Còn ra Tết trong tương ngoài Tết thì sẽ chạy tầm mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5. Thì liên tục là sẽ phục vụ bà con trong các ngày Tết để đảm bảo an toàn tốt nhất. Từ những kinh nghiệm của đợt vận tải Tết các năm trước và sự chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19, ga Lào Cai khẳng định sẽ chuẩn bị tốt mọi mặt để phục vụ tốt nhất việc đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thưa quý khán giả, mặc dù hiện nay mọi đồ dùng cơ bản phục vụ cuộc sống đều có thể mua sẵn, nhưng người Mông ở thôn Ngài Ma, Lùng Chù, xã Thải Giáng Phố, huyện Bắc Hà vẫn duy trì nghề thủ công làm cây hương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống của dân tộc. Và trong mục 25 là một hôm nay, mời quý khán giả cùng tìm hiểu về nghề đặc biệt này. Đã hơn 20 năm nay, ông Chấu Xe Hòa ở thôn Ngài Ma Lùng Chù, xã Thải Giáng Phố vẫn giữ được nghề làm hương truyền thống. Không chỉ làm để dùng trong gia đình, ông còn động viên con cháu cùng thực hiện để đem ra chợ bán. Càng về cuối năm, công việc càng bận rộn hơn. Tôi biết làm nghề này từ khi mới 15-16 tuổi, nhưng ngày đó thì làm vất vả hơn vì phải dùng tay giã nguyên liệu. Bây giờ thì dễ dàng hơn rồi vì không phải giã nữa mà đem nghiền bằng máy hết. Nguyên liệu làm nên những nén hương chỉ vẹn vẹn có hai loại, đó là thân gỗ mục làm bột hương và vỏ cây làm chất keo dính. Không dùng chất tạo hương,
Nhưng những nén hương của đồng bào Mông ở Thái Giàng Phố làm nên vẫn có mùi thơm thoang thoảng của tự nhiên. Tre bỏ phần cật và ruột, sau đó đem chẻ nhỏ, dài khoảng 40cm. Phơi nắng cho thật khô làm cán hương. Thân cây rừng giã hoặc nghiền nhuyễn đến khi tương đối mịn. Vỏ cây phơi khô cũng giã hoặc nghiền thành bột. Sau đó trộn hai loại nguyên liệu từ thân và vỏ cây rừng lại với nhau thành một hỗn hợp kết dính. Tiếp đến là công đoạn lăn tạo cây hương. Cán hương nhúng vào xô nước, sau đó đem ra lăn qua lăn lại trên lớp bột đã được trộn sẵn nhiều lần. Cứ như vậy cho đến khi được một nén hương to gần bằng chiếc đũa. Sau khi lăn hương xong, mang phơi hương 2-3 nắng cho thật khô, gói kín hong trên gác bếp, đến khi dùng thì lấy xuống thắp. Cái nghề truyền thống làm hương này là ở Thái Giàng Phố này chỉ có thôn này làm thôi, thì tôi muốn tuyên truyền lớp trẻ để làm cho nó đậm bạo và tốt hơn để mang ra thị trường tiêu thụ nó nhanh hơn ạ. Và nó không mất được cái bản sắc dân tộc mình ở đây ạ. Nghề làm hương tuy không có giá trị cao về kinh tế nhưng cũng được coi là nghề phụ giữa lúc nông nhàn. Đặc biệt hơn là có ý nghĩa rất quan trọng làm phong phú ngành nghề thủ công truyền thống và phục vụ đời sống tâm linh của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Chuyển sang các tin tức khác, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo nghị định, mỗi xe cơ giới được cấp một giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm hoặc có thỏa thuận với chủ xe cơ giới về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính. Nghị định quy định tăng phí bảo hiểm tối đa là 15%, thời hạn bảo hiểm xe gắn máy tối đa là 3 năm. Mức bồi thường cụ thể về thiệt hại đối với tài sản trên một vụ tai nạn được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm, nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm. Thưa quý vị và các bạn, với thông điệp ai cần thì đến lấy, một phiên chợ Tết đặc biệt, phiên chợ không đồng đã được tổ chức tại trung tâm xã Xín Chén, huyện Simacai vào sáng ngày 24 tháng 1. Đây là một trong chuỗi các hoạt động của chương trình Tết Nhân Ái dành cho đồng bào vùng cao Simacai. Với quy mô 10 gian hàng, phiên chợ có đầy đủ các mặt hàng phong phú đa dạng, gồm lương thực thực phẩm, các đồ gia dụng, quần áo, giày dép và nhiều nhu yếu phẩm khác. Tại phiên chợ đã có 1.300 phiếu đổi hàng trị giá từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng được phát cho người dân. Đây là lần đầu tiên tôi được tới chợ như này, không phải mất tiền mua mà được rất nhiều đồ, có cả song chậu, mì tôm, gạo. Tết năm nay gia đình tôi cũng không phải mua nhiều nữa. Phiên chợ không đồng là chương trình do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Simacai, Trung tâm Truyền hình Nhân đạo, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của 13 nhà tài trợ và các câu lạc bộ, hội nhóm từ thiện trong và ngoài tỉnh. Tổng giá trị hàng hóa tại phiên chợ là hơn 400 triệu đồng. Cũng được sự ủng hộ của tất cả các nhà hảo tâm trên mọi miền của Tổ quốc và được sự nhất trí đông đảo của các anh chị em trong câu lạc bộ. Thì năm nay chúng tôi có hơn 100 phần quà để chia sẻ đến với bà con xã Xín Chén nhân dịp đón chào xuân Tân Sửu 2021. Thì thật sự rất là vui. Chợ Nhân Đạo hôm nay tại cái chương trình Tết Nhân Ái này thì có lẽ là một trong những cái chương trình là chợ nó quy mô lớn nhất từ trước nay chúng tôi tổ chức. Đã huy động được nhiều cái tổ chức cá nhân tham gia, hơn chục tổ chức cá nhân doanh nghiệp tham gia và đã có hơn 1.000 người được đến nhận quà tại cái phiên chợ này. Có lẽ là chúng tôi sẽ tiếp tục cái thời gian tới để tổ chức các chương trình nó quy mô nó sẽ lớn to này để nhiều cái tổ chức được tham gia và nhiều người dân được đến nhận quà, nhận hàng trong cái dịp này. Xuân đang sang, Tết Tân Sửu đang đến thật gần. Những phần quà thiết thực ý nghĩa từ phiên chợ nhân đạo này sẽ góp phần giúp người dân vùng cao Simacai đón một cái Tết đủ đầy hơn. Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức khai mạc chương trình Ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình. Ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình diễn ra trong 5 ngày từ ngày 22 tháng 1 đến hết ngày 26 tháng 1 với 100 gian hàng của 71 doanh nghiệp cung cấp đa dạng các mặt hàng phục vụ mua sắm Tết như thực phẩm, gia vị, bánh kẹo, quần áo, giày dép. Hàng hóa tham gia chương trình đều được doanh nghiệp bán với giá ưu đãi, hỗ trợ công nhân. Trong chương trình, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao tặng 1.500 phiếu mua hàng cho các đoàn viên công đoàn khó khăn, mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng. Ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình là một trong những hoạt động thiết thực của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo Tết cho công nhân.
Những ngày này, các cấp các ngành và địa phương của tỉnh Lai Châu đang tập trung nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo. Qua rà soát, tỉnh Lai Châu tặng hơn 600 suất quà cho người có công với cách mạng, với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, hỗ trợ 4.060 hộ nghèo, hộ khó khăn, có nguy cơ thiếu đói với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân cùng chung tay với chính quyền để có thêm nguồn lực hỗ trợ Tết cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, Quỹ Thiện Tâm đăng ký tặng 1.500 suất quà cho hộ nghèo của Lai Châu. Và phần thời lượng còn lại, một khoảnh khắc Lào Cai, mời quý khán giả cùng ngắm nhìn vẻ đẹp ruộng bậc thang ở vùng cao Bắc Hà. Những hình ảnh này cũng sẽ kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình sau. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 24 ngày 25 tháng 1 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ C. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 30 độ C. Khu vực Nam Bộ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C.